đón trước đòn của Tô Lâm, Phạm Minh Chính ra tay đánh chặn. Vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, ông Phạm Minh Chính ký quyết định 1355 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng làm Tư lệnh Quân khu 1. Thật ra, ông Thái đã giữ chức vụ này từ ngày 3 tháng 10 năm 2019 đến nay đã hơn 5 năm. Việc ký kết bổ nhiệm này chẳng có gì mới, Phạm Minh Chính vẫn đì Nguyễn Hồng Thái ở vị trí cũ. Đáng nói là từ năm 2021, ông Nguyễn Hồng Thái đã vào Trung ương Đảng. Thông thường, với tướng quân đội được vào Trung ương Đảng thì sẽ được cơ cấu vào ghế thứ trưởng. Ấy vậy mà, đã hơn 3 năm, ông Thái vẫn chưa được gọi về Bộ Quốc phòng để giao chức vụ cao hơn. Ông vẫn ở nguyên vị trí Tư lệnh Quân khu 1. Từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, chính trường Việt Nam đã có rất nhiều biến động. Hai phe mạnh trong quân đội bỗng dưng bừng tỉnh khi thấy Tô Lâm thọc tay vào quân đội. Với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương, Tô Lâm có thể can thiệp vào những quyết định của nhóm Phan Văn Giang và nhóm Lương Cường. Đặc biệt là mới đây, Tô Lâm đã bứng được tướng Phạm Ngọc Hùng ra khỏi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Tuy nhiên, phe Phan Văn Giang lại có kế sách dự phòng lập tức đưa người của họ vào thay thế để chặn đường tiến của Nguyễn Hồng Thái. Được biết, ông Thái là một nhân sự thích hợp để ngồi vào ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Thái cùng với Hoàng Xuân Chiến đều là người đồng hương gốc Hưng Yên với ông Tô Lâm. Với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm muốn đưa Hoàng Xuân Chiến để làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nhiệm kỳ sau, và Nguyễn Hồng Thái sẽ là Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng. Có vẻ như ý đồ này đã bị ông Phạm Minh Chính bắt bài. Và đó là lý do vì sao Phạm Minh Chính đã ký một quyết định tiếp tục đì Nguyễn Hồng Thái tại ghế Tư lệnh Quân khu 1. Bộ Quốc phòng là nơi mà Phạm Minh Chính có quan hệ tốt hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, do có chung số phận chính trị với Phan Văn Giang. Vì thế, khi Tô Lâm muốn can thiệp vào Bộ Quốc phòng để đánh Phạm Minh Chính thì Phan Văn Giang phải ra mặt cản trở. Cho đến hiện nay, Tô Lâm vẫn chưa có giải pháp nào khả dĩ để khóa hoàn toàn đường quyền của Phạm Minh Chính tại Bộ Quốc phòng. Bất lợi cho phe Tô Lâm tại Bộ Quốc phòng là cả hai tướng Hưng Yên đều không thiết lập được cho mình một bộ khung vững chắc như Tô Lâm đã làm tại Bộ Công an. Từ nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng vẫn chưa phải là đất diễn của hai ông tướng gốc Hưng Yên. Nếu hai ông có nội lực thì sẽ giúp Tô Lâm được rất nhiều, còn nếu hai ông không có nội lực sẽ là bào mòn nội lực của Tô Lâm không ít. Thực tế cho thấy cả Nguyễn Hồng Thái và Hoàng Xuân Chiến đều đang cậy nhờ Tô Lâm chứ chưa giúp được gì. Nếu Tô Lâm gỡ được đòn đánh của Phạm Minh Chính, có lẽ ông Thái sẽ trỗi dậy và giúp được Tô Lâm nhiều việc hơn. Hiện nay đang có rất nhiều người chơi cờ trên bàn cờ chính trị, nhưng nổi bật nhất vẫn là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Rõ ràng ông Chính yếu hơn, nhưng có nhiều phe đang muốn hỗ trợ ông, trong đó có phe Phan Văn Giang trong quân đội. Chưa chắc ông Trọng trước đây có nhiều sức mạnh cơ bắp như Tô Lâm hiện nay, nhưng chắc chắn ông Trọng ít kẻ thù hơn Tô Lâm. Khi ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư, các phe khác cảm thấy ít nguy hiểm hơn so với Tô Lâm. Nguyên nhân một phần là Tô Lâm đã để lộ bài quá sớm, không tin hoặc tin rất hạn chế người ngoài tỉnh. Điều ấy có nghĩa là các phe khác khó có hy vọng phù hộ Tô Lâm để hưởng chút thành quả về sau. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa ngã. Đáng nói, ông chính là vua trụ hạ hiện nay, tuy thất thế nhưng không thể xem thường, bởi ông rất giỏi khi tìm ra sơ hở của đối thủ và ra tay đánh úp trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đón trước đòn của Tô Lâm, Phạm Minh Chính ra tay đánh chặn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Về hưu, 7 phúc lại kém phúc nhất trong số các tứ trụ. Vì sao như vậy? Từ khi ông về hưu, ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước lại trở nên một đặc điểm trong một số vụ án kinh tế quan trọng. Đầu tiên là vụ Việt Á liên quan đến trách nhiệm của ông khi còn làm thủ tướng. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Phúc mất chức
chính vì vụ án này. Như luật bất thành văn, các vị trí tứ trụ là không thể bị truy tố. Vì thế, vụ Việt Á liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người trong đại dịch, nhưng lại được đảng giải quyết khá nhẹ nhàng. Ông Phúc chỉ bị cho về vườn, chứ không chịu bất kỳ một hình thức trừng phạt nào của pháp luật. Trước ông Phúc, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị rơi khỏi vũ đài chính trị vì những chính sách kinh tế tệ hại. Đồng thời, ông Dũng còn để lại cho con gái thành bà trùm không ngai trong lĩnh vực tài chính. Tất nhiên, trong sự yếu kém của các dự án kinh tế ấy, không thể thiếu tham nhũng. Tham nhũng đem lại nguồn tiền khổng lồ cho các quan chức của đảng, biến họ thành những người giàu có với những khối tài sản chìm nổi cực lớn. Nói về ăn thì quan chức nào cũng có, đó gần như một mẫu số chung của tầng lớp quan lại, từ trung ương cho tới địa phương. Ông Nguyễn Tấn Dũng bị cho là ăn đậm, ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị khui, và tất nhiên ông Phạm Minh Chính cũng không thể nhịn đói. Quyền lực trong tay cộng với cơ chế thiếu minh bạch là môi trường rất tốt để mà tham nhũng nảy nở. Tuy nhiên, rất ít người trong số đó bị đưa ra ánh sáng, hầu hết đều hạ cánh an toàn. Trong đó, nếu ở vị trí tứ trụ, dù có bị lộ, chịu nhả ghế thì cũng không được yên. Ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi về hưu thì không còn bị điều tra về những vụ án thời ông còn làm thủ tướng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã về hưu, nhưng xem ra số phận không được êm ả như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Bởi sau khi ông dàn xếp xong vụ Việt Á thì lại đến vụ án Trương Mỹ Lan. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm từng dọa tóm ông Phúc, nhưng ông Phúc lại dàn xếp thành công và tạm được yên ổn. Nhu cầu của Tô Lâm không thực sự là muốn làm trong sạch hàng ngũ của đảng, mà chỉ muốn tống tiền người không còn quyền lực. Tất nhiên, hồ sơ đen chính là một con tin để ông Tổng Bí Thư tố tiền đồng chí của mình và là sếp của ông một thời trước đây. Hiện nay, vụ án khu du lịch Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Chí đang hướng thẳng đến nhà Nguyễn Xuân Phúc. Trước mặt lính của ông Tô Lâm, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng đã không ngần ngại khai ra kẻ chủ mưu cao nhất là cấp trên của ông. Đây lại là cơ hội rất lớn để Lương Tam Quang tiếp tục tống tiền cựu Thủ tướng. Khả năng cao ông Phúc cũng không bị truy tố như những vụ án trước đây, đồng thời ông phải bung mạnh tiền chuộc cho bộ hồ sơ đen mới này. Tứ trụ về hưu thì rất nhiều, có thể kể ra như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, vân vân. Tuy nhiên, chỉ có Nguyễn Xuân Phúc liên tiếp gặp rắc rối, hết vụ án này đến vụ án khác. Và câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Thực tế, Thủ tướng là vị trí quyền lực thứ hai trong đảng, nắm quyền điều hành nền kinh tế của cả đất nước, nên cơ hội để sơ múi cũng rất cao. Cho nên, trong số cựu tứ trụ, cơ hội kiếm ăn của Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Tấn Dũng được xem là vượt trội hơn cả. Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Dũng có đàn em đang nắm chức Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Ngoài ra, ông Dũng có rất nhiều mối quan hệ tốt với các quan chức đương nhiệm khác hơn Nguyễn Xuân Phúc. So với ông Dũng thì ông Phúc được xem là thân cô thế cô, nên dễ bị Tô Lâm bắt nạt hơn. Đã qua thời kỳ ăn khẳm, giờ ông Phúc phải nhả lại để mua lấy sự an toàn sau khi hạ cánh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin về hưu 7 Phúc lại kém Phúc nhất trong số tứ trụ về hưu. Vì sao lại như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.